hồi sinh đôi mắt đục thủy tinh thể độ 3. Nhiều năm sống với ánh nhìn lờ mờ, chú Vũ Văn Hanh 61 tuổi ở Hà Nội không nghĩ có ngày bản thân như bước sang trang mới cuộc đời nhờ đôi mắt sáng khỏe sau khi phẫu thuật tại thu cúc TCI. Chú được các bác sĩ chuyên khoa mắt TCI chẩn đoán mắt trái bị đục thủy tinh thể độ 3. Đục thủy tinh thể là nguyên nhân khiến chú thường xuyên cảm thấy mờ mắt, mỏi mắt, nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt là trong nhiều tháng trở lại đây. Theo nghiên cứu của các tổ chức nhãn khoa trong và ngoài nước, đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng mất thị lực ở người lớn tuổi. Để lấy lại đôi mắt khỏe mạnh, sáng ngời cho chú Hanh, bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Loan, phó khoa mắt, hệ thống y tế Thu Cúc TCI đã chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp phaco. Phẫu thuật phaco sử dụng năng lượng sóng âm tán nhuyễn và tách thủy tinh thể đục thành những mảnh nhỏ rồi hút ra ngoài qua một vết mổ nhỏ và thay vào đó bằng một thủy tinh thể nhân tạo. Đây là phương pháp được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay nhờ các ưu điểm vượt trội. Thời gian phẫu thuật chỉ từ 15 đến 20 phút, không đau, không chảy máu, vết mổ nhỏ từ 2,2 đến 2,6mm không cần khâu, bảo toàn mô nội nhãn, phục hồi thị lực tức thì, xuất viện ngay trong ngày. Các bác sĩ tiến hành sát khuẩn gây tê trước để chú luôn cảm thấy thoải mái trong quá trình phẫu thuật. Sau đó bác sĩ thao tác đưa đầu phaco vào mắt qua một đường rạch nhỏ từ 2,2 đến 2,6mm. Đầu phaco sẽ tán mịn thủy tinh thể bị mờ đục rồi hút ra ngoài. Cuối cùng bác sĩ thay thế hạt cườm nhân tạo vào vị trí hạt cườm đục vừa được hút ra. Toàn bộ quá trình phẫu thuật chỉ kéo dài hơn 15 phút. Chú Hanh được điều dưỡng đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình trạng sức khỏe sau phẫu thuật. Thời gian theo dõi chỉ từ 3 đến 4 tiếng, chú có thể xuất viện ngay trong ngày. Để đôi mắt luôn sáng khỏe sau khi phẫu thuật phaco, người bệnh cần tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ trong việc sử dụng thuốc, chăm sóc đôi mắt và tái khám định kỳ.